Bạch Thế Tôn pháp giới chẳng phải pháp môn giải thoát không, cũng chẳng lìa pháp môn giải thoát không. Pháp giới chẳng phải pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, cũng chẳng lìa pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Pháp giới tức là pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát không tức là pháp giới. Pháp giới tức là pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện tức là pháp giới. Bạch Thế Tôn pháp giới chẳng phải pháp không nội, cũng chẳng lìa pháp không nội. Pháp giới chẳng phải pháp không ngoại, pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt ráo pháp không không biên giới pháp không tàn mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không không tánh tự tánh cũng chẳng đè pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh pháp giới tức là pháp không nội pháp không nội tức là pháp giới Pháp giới tức là pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh, pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh tức là pháp giới. Bạch Thế Tôn, Pháp giới chẳng phải thánh đế khổ, cũng chẳng lìa thánh đế khổ. Pháp giới chẳng phải thánh đế tập diệt đạo, cũng chẳng lìa thánh đế tập diệt đạo. Pháp giới tức là thánh đế khổ, thánh đế khổ tức là Pháp giới. Pháp giới tức là thánh đế tập diệt đạo, thánh đế tập diệt đạo tức là Pháp giới. Bạch Thế Tôn, Pháp giới chẳng phải tám giải thoát, cũng chẳng lìa tám giải thoát. Pháp giới chẳng phải tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, cũng chẳng lìa tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ pháp giới tức là tám giải thoát tám giải thoát tức là pháp giới pháp giới tức là tám thắng xứ chín định thứ đại mười biến xứ tám thắng xứ chín định thứ đại mười biến xứ tức là pháp giới bạch thế tôn pháp giới chẳng phải tất cả pháp môn đà la ni cũng chẳng lìa tất cả pháp môn đà la ni pháp giới chẳng phải tất cả pháp môn tam ma địa cũng chẳng lìa tất cả pháp môn tam ma địa pháp giới tức là tất cả pháp môn đà la ni tất cả pháp môn đà la ni tức là pháp giới pháp giới tức là tất cả pháp môn tam ma địa tất cả pháp môn tam ma địa tức là pháp giới bạch thế tôn pháp giới chẳng phải bậc cực hỷ, cũng chẳng lìa bậc cực hỉ pháp giới chẳng phải bậc ly cấu bậc phát quang bậc diệm tuệ bậc cực nan thắng bậc hiện tiền bậc viễn hành bậc bất động bậc thiện tuệ bậc pháp vân cũng chẳng lìa bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân pháp giới tức tức là bậc cực hỷ, bậc cực hỷ tức là pháp giới, pháp giới tức là bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân, bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân tức là pháp giới.